Xin chào anh Thượng, em là ông Hoàng Phương. Và em cũng nhóm sẽ lên cho anh em về những ống nhòm phiên bản tầm thấp tiền và bản cao cấp của Sơn Tu. Anh em ống nhòm sẽ có một cái bảng mới ra trên bản ED cao cấp của Sơn Tu, và cái phiên bản quen thuộc nhất là cái phiên bản HD chống nước 100%, con HD của Sơn Tu Akashi, cũng là của Sơn Tu anh em nhá. Nó chỉ khác mỗi hộp thôi, một hộp ra hai con thì sẽ có một cái túi đựng, về túi đựng khăn video anh em này. Đây nhá, em sẽ bóc một con ống nhòm mà giá hợp lý và rẻ cho anh em. Con này phụ kiện của nó vẫn được đủ khăn lau dây đeo túi đựng cho anh em, anh em thì yên tâm thôi các bác. Đây em con Sơn Tu hàng mới 100%. Đây là khăn lau, ui con này đủ, có khăn lau anh em này, đủ khăn lau cho anh em nhá, rất nhiều khăn lau cho anh em luôn. Về đủ các phụ kiện này, khăn lau dây đeo của Sơn Tu hết anh em yên tâm các bác nhá. Đây là một con ống nhòm Akashi Sơn Tu 142. Đây là một con phiên bản kính là kính xanh HD nhá, kính xanh HD 142 304 feet. Và em sẽ bóc theo là một con nữa, là một con Sơn Tu 142, con ED cao cấp 339, phiên bản mới ra của Sơn Tu anh em này. Một hộp ra sẽ một hộp giấy này, sẽ có một cái túi đựng của màu vàng logo Sơn Tu cò và dây đeo của Sơn Tu, yên tâm cho các bác. Đây là một con hàng mới, full hộp sổ và giấy bảo hành và khăn lau cho anh em, yên tâm cho các bác yên tâm các bác nhá, em là hàng mới 100%. Đây là một con phiên bản Sơn Tu ED cao cấp 142 các bác nhá. Đây là con này thì anh em săn ong rất là nhiều. Đây mình em kính là kính ED cao cấp của Sơn Tu con cò anh em này, kính ED các bác nhá. Các bác anh nào thưa ông nào muốn đặt ống nhòm thì các bác liên hệ cho em Phương sớm nhất, em Phương sẽ để giá tốt nhất cho anh em các bác nhá. Đây là con 142 Sơn Tu 339 feet, con 142 rất cao cấp cho anh em luôn. Con này thì thưa ông anh em lấy rất là nhiều anh em ạ, con này thì giá hợp lý mà anh em, Sơn Tu con cò này. Đây đủ các thông số ống nhòm này, BMC BK4 này, Waterproof Sơn Tu con cò 142 cho anh em. Điều chỉnh cận đoạn anh em này. Ok đi qua. Đây này. Đây các bác nha. Đây đi qua cận đoạn này. Rất hợp lý cho anh em luôn. Cô bác nó rất Sơn Tu. Em muốn công khai giá luôn anh em nhá. Xả đang xả hàng chiếc này HD cũng là nét hàng nét cho anh em luôn. Kính phủ xanh. Xả cho anh em mức giá 1.400.000 các bác nhá. Em thì CO em đang còn 30 chiếc nữa. Thì em sẽ xả hàng cho anh em, sẽ để về nô mới 30 chiếc nữa, 1.400.000 một chiếc anh em nhé. Bao ship 7-25 triệu thưa ông, đây là cuối vụ em sẽ để giá tốt cho anh em thưa ông luôn. 1.400.000 bao ship anh em thưa ông nhé. Con này là phủ kính BK4 này, chống đập kích bảo cho anh em, phủ kính EMC, kính BK4 kính phủ xanh, bên trong sẽ có hơi tích hợp chống nước 100% cho anh em các bác yên tâm cho các bác nhé. Con này tầm nhìn của nó là 142, là kính HD chống nước 100%, 1.400.000 các bác nhé. Là con HD có tốc độ kính phủ xanh. Thế là một con mã là một con bản ED cao cấp của Sơn Tu 142 339 feet. Em Phương đang chào bán mức giá là 4.500.000, thế thì công khai giá cho anh em mức giá là 4.200.000 anh em nhá, bằng phải EK thôi. Mức chất lượng của nó rất đảm bảo anh em ạ. 4.200.000 bao ship bảo hành 2 năm cho các bác nhá. 4.200.000 các bác nhá. Các đơn hàng của em Phương sớm nhất, mong hỏi anh em này. Thân hợp kim. Đây là sẽ bằng rất sần cực kỳ đầm tay anh em nhá. Nó chỉ vừa cái lòng bàn tay của em Phương thôi, thì rất ok các bác nhá. Đây gần này. Sơn Tu con cò anh em này. Binocula này, con này kính nó thì rất ok rồi. Thiết kế nhỏ gọn, cầm cực kỳ đầm tay. Anh em săn ong tiếp, anh em giúp con học sẽ mát nét hơn. Chống 100% phủ kính BK4 này, chống đập kích bảo cho anh em. Săn ong cực kỳ nét thì các bác săn ong cứ yên tâm các nhá. Sản phẩm em Phương bán ra sẽ được bao ship bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho Phương các bác nhá. Bao ship các bác nhá, phải bao ship anh em nhá. Bảo hành 2 năm cho em được không? Bao ship bảo hành 2 năm, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhá. Các bác cứ yên tâm cho em, hàng mới 100% anh em. Anh em ạ. Kính phủ đỏ, kính ED cao cấp của mã của nó cực kỳ cần thì đầm tay nhỉ. Ok, chỉ có 4.200.000 các bác thợ nha. Các bác thợ đặt chiếc nào thì DM có phải mobile 26 hơn 2 triệu có hết các bác nhá. Có đặt hàng các bác gọi em Phương sớm nhất. Về hai cái mẫu này em vừa đang để mức giá tốt cho anh em mà. Em đang sale là 1.400.000 các bác nhá. 1.400.000 các bác là đặt hàng các bác gọi cho em Phương sớm nhất, 1.400.000 đây anh em nhá. Hàng cực kỳ nét, cực kỳ ok cho em rồi. Các bác đặt hàng các bác gọi cho em Phương sớm nhất. Kể cả con HD và con HD và con ED cao cấp của Sơn Tu, anh em yên tâm cho các bác. Hàng mới 100% mà. Các bác thưa ông cứ phải yên tâm thôi, tại vì hàng em Phương thì phân phối chính hãng 100% của EK, Sơn Tu, Nikon, Zai các bác nhá. Đặt hàng cho gọi cho em Phương sớm nhất, hàng hóa bên em sẵn rất là nhiều. Các bác đặt hàng các bác cứ cần gọi cho em thôi. Hàng hóa ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho em Phương các bác nhá. Có đặt hàng thì các bác đi có số góc trái màn hình cho em Phương các bác nhá. Số thật là 0968899932 em thưa ông nhá.